Trong trận đấu vòng 12 ngoại hạng Anh, Manchester United đã giành chiến thắng trước Luton với tỷ số 1-0 sau bàn thắng của Victor Lindelof. Đây là một trận đấu mà Manchester United tràn lên tấn công dồn dập từ sớm và tạo ra được nhiều cơ hội. Phút thứ 10, Hoyland của MU có pha xâm nhập đón bóng ở khoảng cách 3m nhưng đáng tiếc điểm tiếp xúc lại là đùi nên không đủ lực để đánh bại thủ môn đối phương. Trong 45 phút đầu tiên, Bruno Fernandes, Marcus Rashford và Garnacho hoạt động tích cực nhưng khâu dứt điểm còn thiếu chỉn chu. Sang hiệp 2, MU tiếp tục đẩy cao đội hình để gây sức ép và có được bàn thắng từ một tình huống cố định ở quả phạt góc phút 60 nhờ công của Lindelof khi anh có mặt đúng lúc để đón bóng bật ra trước khi tung cú sút hiểm hạ gục thủ môn. Tỷ số 1-0 nghiêng về Quỷ Đỏ được duy trì cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Như vậy, MU tạm vươn lên hạng 6 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Arsenal đã không gặp khó khi nắm được thế trận trong cuộc đối đầu với Burnley để kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1. Đoàn quân của huấn luyện viên Arteta leo lên vị trí thứ hai với 27 điểm sau 12 trận, bằng điểm với Manchester City nhưng thua hiệu số và đá nhiều hơn một trận. Trong khi đó, dù dẫn trước và có lợi thế sân nhà nhưng Tottenham Hotspur vẫn thua ngược Wolves với tỷ số 1-2 vào những phút cuối. Cuối cùng, tại vòng 12 League 1, Kylian Mbappé đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick giúp PSG giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ khó chịu Rennes, đồng thời đưa đội bóng thủ đô trở lại vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng.